Và dĩ nhiên trong mỗi gia đình, trong mỗi tổ chức, trong mỗi không gian sống của chúng ta, ai cũng sẽ có chuyện. Và ngày hôm nay, buổi tối này, ở đây chúng ta sẽ lại gặp một nhân vật đến với chương trình. Và họ là ai, câu chuyện của họ là gì, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhé. Dạ chào chú. Dạ xin chào. Tôi là Nguyễn Thiện Chiến. Tôi cũng có một gia đình, có một mái ấm. Thế nhưng nó đã xảy ra những cái chuyện không hay trong cuộc sống, trong tình cảm gia đình. Dạ. Tôi muốn đến đây để chia sẻ một cuộc tình buồn. Chúng tôi biết được nhau, đến với nhau là tôi là anh bộ đội, cô ta là một thủ kho trong cái kho quân trang. Thế thì thường xuyên là tôi đi đến đơn vị đó để lấy hàng và mối tình bắt đầu chớm nở ở đấy. Sau cũng 4 năm thì chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Được chừng 1 năm sau thì có em bé. Khi em bé được 6 đến 7 tháng tuổi gì đó thì cô ấy bỏ đi mất. Chú đã bắt đầu câu chuyện bằng một cái khái quát là đó là một cuộc tình buồn. Dạ. Nhưng khi mà chú kể tới đây á, thì con tin rằng là cả con lẫn quý vị khán giả đều đang hình dung nó vốn là một cuộc tình đẹp. Cuộc tình ấy là cuộc tình của một anh bộ đội với một cái cô thủ kho quân trang. Tự dưng con hình dung về hình ảnh những cái trang văn học cách mạng của chú Nguyễn Minh Châu giống như hình ảnh của mảnh trăng cuối rừng, nó rất là đẹp. Và nó đột ngột dừng lại khi mà cái đám cưới đã diễn ra, một em bé ra đời và người vợ đi mất. Thực sự nó sẽ là một cái cú sốc rất lớn đối với người trong cuộc. Nhưng nó phải có lý do. Lúc đó là tôi, đơn vị tôi đang ở đóng quân tại phố Nỉ, bây giờ gọi là huyện Sóc Sơn, thuộc thành phố Hà Nội. Dạ. Thực sự từ khi chúng tôi quen với nhau cho tới khi có em bé, nó gọi là một cuộc sống hạnh phúc tương đối là mỹ mãn. Thế nhưng em bé của tôi từng chừng khoảng độ 6-7 tháng tuổi thì một hôm tôi đi công tác về thì không thấy vợ tôi nữa. Yeah. Không liên lạc được với cô đó. Cô ấy quê ở Nam Định. Thế thì sau đó tôi có xin phép đơn vị, tôi về đó tôi tìm thì gia đình nó không về đây. Về đây thì sau đó tôi cũng thông qua bạn bè của cô ở quê đó. Yeah. Năm đấy là khoảng những năm bao nhiêu chú hả? Năm 90 thì tôi nấy, năm 91 thì có em bé. Yeah. Đó, thì tôi đi tìm đến lúc mà được thông tin của bạn bè thì tôi mới tìm được tới cái chỗ cô ấy đang ở với một người bạn của cô, bạn trai. Người đàn ông đó thì sau đó tôi tìm hiểu thì là bạn học cũ của cô ấy. Mới đầu thì tôi cũng nói với anh bạn đó là đây là vợ tôi, chúng tôi đã kết hôn, đã có em bé, mong rằng anh hãy buông tha cho cô đó. Tôi không muốn rằng con tôi nó không có mẹ, nó thiệt thòi. Thì anh có trả lời là cái này, việc này thì tôi không quyết định được. Quyết định trở lại với anh hay không là do cô ấy. Sau đó thì cô ấy hứa là để cho tôi, cô ấy suy nghĩ. Thế là tôi lại về đơn vị cho đến 2 năm sau. 2 năm? 2 năm sau. Và em bé trong 2 năm đấy thì ở đâu chú? 2 năm đó em bé tôi gửi về bên nội. Và trong 2 năm đó cô ấy không có chăm sóc con? Không, coi không tin tức gì nữa. Cháu muốn hỏi một tí là trước khi mà cô ấy rời khỏi con, rời khỏi gia đình, thực ra chú có nhận thấy một cái tín hiệu nào đó về cái sự phai lợt tình cảm của vợ mình? Cô, chú có nhận ra là đã có một người nào đó bắt đầu xuất hiện và tham gia vào cái cuộc hôn nhân của mình không? Thưa với chị là sau này thì mình mới nhìn ra cái đấy. À. Trước đó thì mình không nhìn được ra cái đấy. Dạ. Bởi vì trước đó thì cứ thấy lén lút khi có điện thoại là cứ ra ngoài nghe hoặc đi vào toilet nghe. Đó. Thì mình lúc ấy mình dành cái tình thương cho vợ mình nhiều quá, thành ra mình không có nghi ngờ gì hết.
Thế nhưng mà đến khi mà người ta bỏ đi rồi thì sau đó mấy tháng trời thì mình là một mình cũng trăn trở, thì mình mới ngẫm ra rằng những cái khi mà người ta lén lút nghe điện thoại rồi thế này thế khác thì mình mới nghĩ là đấy, người ta đã có cái người tình ở trong những cuộc điện thoại đó rồi. Tôi mới ngẫm ra là như này này, bình thường thì có thể là đi về vứt điện thoại ở bàn, có em bé chừng khoảng độ 3 tháng gì đó là điện thoại lúc nào cũng sát bên mình không rời ra. Ngẫm ra rằng là người ta đã có vấn đề nên người ta rất cảnh giác trong cái chuyện mà chẳng may có điện thoại tin nhắn đến mà không có người ta mình sẽ biết. Đó. Thế thì 2 năm sau cô ta quay lại và cũng năn nỉ tôi là xin anh tha thứ, bởi vì em cũng biết là em sai rồi, em đã say nắng với mối tình cũ. Tức là lúc đó cô mới thú nhận với mình là cái người bạn học cùng lớp đó là hồi còn học phổ thông, hai người đã có những cái nhìn cảm tình với nhau. Sau này thì gặp lại nhau, người ta mới thổ lộ được và họ đã lén lút đến với nhau. Yeah. Đó. Thì hứa là thôi tha thứ cho em để cho em quay lại với con. Đấy, lấy lý do là với con thì thực sự trong sâu thẳm mình vẫn còn thương yêu nhiều quá. Thành ra mình sẵn sàng bao dung cho người ta quay lại. Thôi cũng được, để cho con mình nó không thiệt thòi là không có mẹ. Thế rồi lúc đó là tôi đã ra quân rồi, về nhà thì mở một quán phở. Hai vợ chồng sống với nhau rồi cũng trải qua mấy năm sau sống cũng êm đềm như vậy. Nhưng mà trong khi đó thì tôi cũng nghe được lối xóm người ta cũng xì xèo, nói là trong những lúc mà anh đi vắng thì thường hay thấy có cái ông hàng xóm, ông ấy đến. Thực sự tôi cũng nghi nghi vậy thôi. Thế nhưng mà rồi nó cũng quấn vào trong cái việc cơm áo gạo tiền để lo cho vợ cho con. Cũng như mọi ngày là tôi cũng đi mua gia vị, thế nhưng mà tôi lại quên điện thoại ở nhà. Tôi mới nhớ đến lúc nào chết rồi mình quên điện thoại thì mới quay lại. Quay lại tôi vào nhà thì cũng có sắm một dàn karaoke để mà vợ chồng con cái thư giãn. Thế thì lúc quay về thì thấy đang karaoke và bà xã tôi đang ngồi trên lòng cái anh đó. Hai người đang ngồi đang hát thì tôi lúc ấy không kìm được cảm xúc vào, đã tác động vật lý, tác động vật lý với hai người luôn. Hai người đó lại phản kháng luôn. Hai người cùng xông ra đánh tôi. Hàng xóm nghe thế ồn ả, họ nhảy sang họ can. Sau đó thì thôi, lúc đó thật sự là chiến tranh lạnh, không thằng nào nhìn thằng nào mà không thằng nào nói với thằng nào. Thế thì sau đó 5-6 ngày gì đó, cũng như mọi ngày thì tôi đi chợ mua đồ về. Thì lúc đó là về gần tới nhà rồi, có 3 người đeo khẩu trang ra chặn đường tôi đánh. Tôi còn nhớ là một người cầm dao, người cầm khúc cây, với một người cầm cục gạch vậy đó. Tức là có hung khí. Dạ, có hung khí. Vào tay tôi mấy nhá, còn sẹo. Dạ. Còn sẹo, còn 3-4 cái sẹo. Thì máu ra, thì bắt đầu dân phố họ thấy máu me, thì họ nhảy ra họ can, họ ôm những người theo can. Thằng em tôi nó thấy tôi ra máu nhiều quá, nó mới chở tôi đi viện băng lại cái tay này. Thế là sau đó thì về thì tôi nghĩ cuộc tình này dù mình có yêu người phụ nữ với bao nhiêu chăng nữa, nhưng người phụ nữ này không giữ lại được chứng nào tật đó. Thành ra tôi xác định mình thôi chấp nhận đau, chấp nhận con mình không có mẹ. Mình sẽ phải dồn thật nhiều tình cảm, thật nhiều công sức để nuôi dạy con lên người. Nhưng tôi chấp nhận và tôi đã đưa đơn đến tòa. Vì sao chú nghĩ rằng là cái lần tấn công của 3 người đó nó liên quan trực tiếp đến cô? Vừa đánh tôi, đánh chửi mày thế này mày ngon mà thế này thế khác. Yeah. Rồi
mày đã bắt được người ta ngủ với nhau đâu. À. Người ta chỉ có ngồi karaoke thôi. Mà mày đánh người ta, mày đấm người ta sưng mặt thế này thế khác. Cái bản năng là tôi chỉ nói là đã là vợ của tôi thì không ai được đụng đến. Khi mà chú bị tấn công như vậy thì phản ứng của vợ chú như thế nào? Vẫn ở trong nhà chứ không có ra. Trong khi ầm ĩ nối xóm, bà con hàng xóm họ ra thế mà. Mà vợ tôi không có ra. Đến lúc mà băng bó tay rồi, cô ta vẫn ở ngồi trong nhà, vẫn đang xem vô tuyến bình thường. Thì em tôi có bảo anh bị đánh như thế mà chị băng như này mà chị không cung gì. Thì đánh nhau ngoài đường tôi biết đâu. Thì em tôi nó bảo do chị nhờ người hay chị thuê người ta đánh anh thì mình cũng không có chứng cứ, mà em nó cũng không có chứng cứ. Thì nó chỉ bảo như vậy thì bà nói là ai nói tôi thuê. Thế thì khi mà chú đề nghị ly hôn thì phản ứng của cô thế nào? Ở đấy thích thì ở đây chiều. Dạ. Anh tưởng tôi buông anh ra thì tôi không có chồng à. Nhưng mà thực sự đến bây giờ cô vẫn chưa lấy ai. Thế nhưng ở với nhiều người, cũng người ở được năm, hơn năm đấy, rồi lại bỏ. Tức là người ta như thế rồi người ta cũng lận đận chứ người ta cũng không sung sướng gì. Dạ. Thì cũng là ơn giời, tôi được trời ban cho tôi một người vợ thứ hai. Cô ta là giáo viên. Đến giờ phút này thì chúng tôi sống tương đối hạnh phúc. Bao nhiêu lâu sau thì chú đến với cái nhân duyên thứ hai của đời mình? Thực sự là mình dành hết tâm trí cho cái mối tình của mình, mối tình đầu. Được. Trân trọng lắm. Thế nhưng một khi mình đã bị như vậy thì cũng sốc nặng lắm. Sau đó 2 năm trời tôi không ra khỏi nhà luôn. Chú đã quá buồn hay một cái nỗi sợ bị tấn công bất ngờ hay cảm thấy không thiết tha gì để có thể gặp gỡ một ai đó nữa, hay là vì chờ đợi là cổ có thể quay về bất cứ lúc nào trong khoảng 2 năm đó? Thực sự là tôi không sợ bị người ta tấn công nữa. Và tôi cũng không nghĩ rằng cô ta có thể quay lại. Mà nếu như cô ta quay lại tôi cũng đã xác định rồi là không thể tha thứ được. Tôi đã nói với tôi như trong một cái bài ca có một cái câu: và từ đây tôi xin lạy đàn bà. Sợ phụ nữ. Không phải là đánh giá chung, nhưng sợ rằng cái duyên mình không may lại gặp phải cái người gần gần như thế hoặc hơn thế nữa thì mình chắc không chịu nổi. Bởi vì là cũng lại nghe các cụ nói, ngày xưa nói là tránh vỏ dưa lại sợ sợ vỏ dưa. Thế ra cũng sợ vì cái đấy thôi, chủ yếu là sợ vì cái đó. Sau 2 năm tôi có một anh bạn, anh ấy đến nhà và anh có hỏi con tôi: ba mày đâu? Thế con tôi nói: ba con nó bây giờ cấm cung rồi. Suốt ở trong phòng. Anh ấy đã rủ tôi đi lên khu Bắc Hải uống cà phê. Thì vào cái quán đó là quán Tri Âm. Vào cái xong uống hết ly cà phê nút ra, anh nói: sao, thấy lòng thế nào, đã sảng khoái bớt chưa, đã bớt thù hận gì chưa? Tôi bảo: anh nói vậy tôi đi uống cà phê với anh thôi, chứ còn tôi sợ đàn bà rồi, không nghĩ đến cái đấy nữa đâu. Thì ông bảo: đứng dậy ra đây. Tôi tưởng là anh kết thúc cái buổi uống cà phê đó. Thế nhưng mà ra cửa thì cái cửa quán ấy nó có hai cái hàng chữ rất là hay. Thì ông ấy nói là đọc hai cái hàng chữ đi. Xong tôi lấy cho miếng giấy ghi lại về học thuộc. Thì hai hàng chữ một bên là: bạn đời lỗi đạo thì không tiếc, chỉ tiếc trên đời thiếu tri ân. Mình đang ở trong cái tình trạng đó, đang trong cái bối cảnh đó, thành ra nó nhập vào nóng lắm, nhanh lắm. Thế là ông thì nói là: để tôi lấy giấy viết cho anh ghi về anh học đấy. Và thuộc rồi ngồi uống cà phê tiếp. Thì ông bảo này: theo tôi cái duyên phận hai ông bà đến đây hết rồi, buông đi. Nếu như sau này mở được lòng thì biết đâu sẽ có người tâm đầu ý hợp với mình. Thế lúc đó thì cũng chỉ nghe bạn khuyên như vậy thì cũng đi thôi. Thế rồi qua một người bạn giới thiệu cho tôi một cô giáo. Mới đầu thì cũng nói là em có một đứa bạn, nó cũng ly dị chồng rồi.
chồng bỏ đi theo gái, bây giờ nó cũng đang cô đơn, bỏ chồng được 6-7 năm rồi, chưa đến với ai, thì em giới thiệu cho. Rồi thôi tôi xin thua các bà rồi. Tôi không đồng ý. Thế nhưng mà giữa anh bạn tôi với cô đó thì sếp đặt một cái buổi gặp mặt mà không cho tôi biết. Chỉ rủ nhau đi ăn ốc, ăn hải sản. Thì tới ăn hải sản thì tôi với anh đến trước. Ngồi một lúc thì hai cô tới. Thế thì tới lúc đó là mình không có lý do gì để mình không đồng ý. Thì cũng ngồi nói chuyện, vừa ăn vừa uống bia vừa nói chuyện. Và hai người kia thì chủ động là thôi công khai số điện thoại với nhau. Thế thì tôi bảo thôi cứ biết nhau thế là được. Lâu lâu mình có gì thì mình lại rủ nhau thế thì. Nhưng mà sau đó thì anh bạn tôi cung cấp số điện thoại cho cô đó. Mọi người cứ muốn vun vào. Thành ra có những nhiều những cuộc hẹn thế rồi. Tôi cũng nảy sinh tình cảm từ năm 98, mất 2 năm, sau đó bỏ đi đến năm 2009 thì chính thức lúc ấy tôi bắt đầu mới chấp nhận tình cảm với cô và có hẹn hò. Thế hẹn hò 2 năm thì chúng tôi đến với nhau. Đến với nhau thì cũng thỏa thuận là bạn. Và sau đó thì tình cảm nó tiến triển đến nữa thì góp gạo thời không chung. Thế thì cô ta cũng có 2 đứa con riêng, tôi cũng có 2 đứa con riêng. Thế sau đó thì các cháu dần dần rồi cũng bình thường hóa mối quan hệ. Tôi và bà xã bây giờ là cũng tìm đủ mọi hoàn cảnh mà để cho nó xóa đi khoảng cách giữa các cháu. Thì đến bây giờ thì các cháu rất là hòa hợp, chúng thương yêu nhau, quý nhau như là anh chị em ruột. Cách đây 2 năm thì các cháu có nói thôi, đằng nào cũng vậy, ba mẹ về sống với nhau rồi, chúng con cũng là anh em của nhau rồi, thì bây giờ làm cái đám cưới. Tôi hai vợ chồng nói thôi, cũ hết rồi, còn mới gì đâu. Nó bảo không, các cụ chưa già. Thế thì sau mấy tháng rồi làm người ta từ rồi, rồi sau đó thì cũng chấp nhận làm người đám cưới. Thực ra cái việc so sánh này có thể nó sẽ là một điều cũng gây nhiều tranh cãi, nhưng mà con chỉ muốn hỏi nó bằng một cái ý rất là đơn thuần thôi. Một cái đám cưới mà mình đến với nó bằng một cái tình cảm rất là tinh khôi, nhiều những cái gọi là kỳ vọng, một cái cuộc tình đầu với một cái đám cưới mà ở đó mình đã phải bước qua nỗi đau, mình phải phục dựng lại niềm tin, rồi mình phải rất là thận trọng để mình bước vào mối quan hệ đó. Ở 2 lần đó, chú có cái điều gì đó tư lự, và trong cái khoảnh khắc lần thứ 2 đó, chú có chợt nhớ lại lần đầu cách đó mấy chục năm. Chú có tự so sánh ở 2 cái khoảnh khắc mà mình đã ở trong 2 cái lễ thành hôn. Thật sự ngẫm đến bây giờ thì là cái cuộc tình đầu chỉ là trải nghiệm, dành nhiều tình cảm, dành nhiều yêu thương, nhưng mình đặt không đúng chỗ và mình đã phải buông bỏ. Đến mối tình thứ 2 thì thật sự là đến với nhau hơi muộn, đều trải qua cái tập 1 thật sự đau. Thành ra đến lúc đến với nhau, hai bên đều có dè dặt, cảnh giác. Thế nhưng khi đã hiểu được nhau rồi thì thật sự chúng tôi đến bây giờ sống tương đối là hiểu nhau. Có lúc nào chú đã nghĩ rằng là giá như mình đừng có lấy cô vợ này, giá như mình đừng bước vào cuộc tình này, giá như trong đời mình đừng có xuất hiện cái người phụ nữ này, đã có khi nào chú nghĩ như vậy với cái người vợ đầu tiên? Khi con tôi đưa đầu lòng được 6-7 tháng tuổi, cô ta bỏ đi, lúc đó mới cứ câu giá như. Còn từ đó về trở về trước, thật sự tôi hạnh phúc với mình, gì mình có được. Nó lúc đó nó đẹp chú ha. Dạ. Thế nhưng mà sau đó thì xảy ra cái bước ngoặt đó. Đến bây giờ thì tôi mới nghĩ rằng giá như mình đừng mềm lòng. Đừng dung bao dung.
chứ gặp thì đã gặp rồi, chứ làm sao mà giá như không gặp được. Đó, thì mình đừng bao dung nữa, đừng cho người ta cơ hội để quay lại, để tiếp tục người ta lại phụ bạc mình. Đấy, cái giá như tôi sẽ đặt ở cái khúc đó. Dạ. Đó. Thế còn cái cũng là một cái giá như, nhưng mà đặt ở cái tập 2 của tôi thì là giá như mình gặp nhau sớm hơn thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Thôi thì giống như chú nói, nó là trải nghiệm, nó là những bài học, nó là cái điều mà chúng ta buộc phải nhận để rồi mình trưởng thành hơn. Cuộc tình sau nó đến muộn, nhưng mà nhờ cuộc tình trước đó để mình hiểu rằng là nó quý như thế nào. Chú vẫn theo dõi cái hành trình của người vợ trước của mình để biết rằng là sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân này thì thực ra cổ cũng bước vào những cuộc tình khác, năm bữa nửa tháng, nhưng mà cổ cũng không có kết hôn. Điều này nó có thể được lý giải rằng là bởi vì thực ra thì do tình cũ vẫn chưa tan không? Có phải là do vì chú vẫn chưa dứt bỏ được hoàn toàn cái tình cảm dành cho vợ cũ, nên mình vẫn phải buộc lòng để ý coi là cái đường đi nước bước của cổ như thế nào không? Cái tình cảm thì thực sự là không còn. Tôi vẫn nói với các con tôi, con của bà là như thế này. Các con phải nhớ rằng dù bà ấy có như thế nào chăng nữa thì vẫn là mẹ các con. Ba không muốn các con của ba mang tiếng là những đứa con bất hiếu. Đứa lớn nó nói là khi con mới 6-7 tháng tuổi, con không cảm nhận được gì, con không biết gì vì con còn bé quá. Rồi đến lúc lớn lên con cũng chưa hiểu được cái gì. Nhưng từ khi con lấy vợ rồi thì con cũng được nghe các anh, các chị trong dòng họ nói về với mối tình của ba, về cuộc sống vợ chồng của ba mẹ. Nên con rất trân quý ba. Còn đối với mẹ thì con hứa với ba, chúng con không là những đứa con bất hiếu. Ốm đau con vẫn thuốc thang chăm, con không để đói. Thế nhưng ba đừng đau lòng, chúng con không còn tôn trọng nữa. Không, ba thực sự bây giờ ba buông bỏ rồi. Thế còn nếu như đau lòng thì sau khi mà ra tòa xong của cái năm 98, 2 năm nữa đó, thì ba thật sự đau lòng. Có những lúc tôi đã nghĩ thôi, có lẽ phải tặng cho cô ta một lít axit đậm đặc, sau đó rồi mình cũng tự kết liễu đời mình. Thế nhưng mà suy đi tính lại thì tôi nghĩ là nếu mình thực hiện cái đấy thì mình chỉ thỏa cái nỗi uất ức trong lòng. Mình đi rồi là xong, còn con, các con ở lại rất là đau lòng. Thằng con rể tôi nó cũng nói là ba ơi, mẹ con coi như đã yên phận như vậy rồi thì ba hãy sống cuộc sống của ba đi, ba phải nghĩ đến ba đi, ba sống vui vẻ đi, chúng con ủng hộ ba. Thật là may vì xung quanh mình, thứ nhất là có người ủng hộ, có những người thân, họ cho mình những cái thông tin để mình có thể kịp thời nghĩ lại. Và đặc biệt là chú cũng kịp thời trấn tĩnh lại để có thể dừng lại cái suy nghĩ đó của mình. Bởi vì cái diễn biến tâm lý về cái sự uất hờn đó là cái diễn biến nó mang tính quy luật. Tôi bị phản trắc mặt, tôi bị quay lưng lại với những cái gì mà tôi bồi đắp và tôi cũng đã từng cho cơ hội. Thì cái việc mà tôi uất hờn là cái câu chuyện nó nảy sinh là cái chuyện rất là bình thường. Nên là trong cuộc sống, trong thực tế chúng ta đã từng bắt gặp những cái sự việc rất là đau lòng của những cái sự trả thù. Để rồi sau đó kết quả nó có rất là nhiều diễn biến. Người ra đi hay người ở lại hay người chứng kiến thì đều phải có những cái tổn thương. Nhưng mà may mắn là chú đã không có phải bị cuốn vào cái vòng xoáy đó. Thế thì khi mà mình kể cái câu chuyện này ra thì nhìn lại một cái hành trình dài như vậy, chú muốn chia sẻ cái thông điệp gì cho những người trẻ, hoặc là cho những người cũng bớt trẻ rồi mà ở đó có thể họ vẫn còn mang những cái nỗi đau tình mà vừa mới hôm qua thôi là vừa mới bị phản trắc nè, hoặc là cũng bị phản trắc cách đây 5 năm, 10 năm rồi mà tôi mãi tôi không có buông được, thì chú sẽ chia sẻ điều gì để người ta có thể cảm thấy là tôi sẽ vượt qua được. Thưa quý chị, qua đây thì tôi cũng muốn gửi gắm đến những người đàn ông mà vấp phải những cái tình cảnh như tôi. Thì cũng như là lúc đầu tôi với chị có trao đổi với nhau về cái
cái giá như. Thì thật sự phụ nữ, có những người phụ nữ họ bị say nắng mà chỉ trong trong cuộc đời chỉ có một lần, nhưng cũng có những người họ có một lần sẽ có nhiều lần. Thế thì gửi lời đến chia sẻ với các bạn là như thế này: cái giá như của tôi ở ghế cô vợ đầu tiên ấy, là các bạn nên cân nhắc kỹ cái tình cảm người ta có còn với mình hay không. Người ta có những cái động thái muốn quay đầu là bờ hay không. Ví dụ mà gặp phải những người họ chỉ bị say nắng một lần trong cuộc đời thì giá như mình đừng ly hôn thì nên vận dụng, nên giữ lại. Thế còn những cái người mà người ta không có biểu lộ gì về để người ta quay đầu, tuy rằng ví dụ như vợ tôi có hứa rất là hứa nó gì lắm, thế nhưng mà đến cuối cùng ngựa vẫn quen đường cũ. Thì cái này là các bạn nếu như phải những trường hợp như tôi thì nên cân nhắc kỹ trước khi dừng hoặc là chấp nhận cho người ta quay lại. Đôi khi phải đại phẫu, phải chấp nhận đại phẫu. Đó. Thì ở một cái góc độ ngược lại thì mình cũng chỉ muốn nhắc, không chỉ cả nam mà là cả nữ, thậm chí là cả tất cả những bạn ở những giới còn lại, trong mọi mối quan hệ hãy nhớ một điều rằng cái sự bao dung nó không phải là một tài nguyên vô hạn. Khi chúng ta trong một mối quan hệ, cái việc mà chúng ta mắc lỗi lầm là cái câu chuyện đôi khi không có khó tránh lắm. Cái việc mà chúng ta mắc lỗi lầm nó có thể đến từ rất là nhiều lý do, vì chủ quan, vì khách quan, và bạn có thể bị vướng phải một cái lỗi và bạn may mắn nhận được một cái sự tha thứ từ đối phương, thì hãy hiểu rằng chúng ta đang được hưởng một cái sự ân phước của cuộc đời, đó là phước phần của bạn đó, và đừng lạm dụng nó, đừng sử dụng nó một cách hoang phí, bởi vì nó không phải là tài nguyên vô hạn. Đừng nghĩ rằng là tôi được tha thứ một lần và đây là một cái đặc quyền đặc lợi mà tôi sẽ được sử dụng một cách vô hạn trong cuộc đời này. Đôi khi điều đó nó chỉ đến đúng duy nhất một lần trong đời của bạn thôi, và hãy biết quý giá. Cảm ơn chú vì đã rất là cởi mở chia sẻ câu chuyện này. Con cũng hy vọng rằng là việc kể ra đây để chúng ta gói ghém lại quá khứ, chúng ta đóng cửa lại, chúng ta để đó, nó cũng không phải là một cái sự chia sẻ để có thể ảnh hưởng đến và làm cho cô, tức là người vợ thứ hai của chú, cảm thấy là trời ơi ông lại kể chuyện quá khứ rồi. Bởi vì con tin rằng là chính cái nỗi đau quá khứ nó làm cho chú hiểu rằng cái tình cảm hiện tại của cô với chú nó quý giá đến mức độ nào. Chứ không có nghĩa là chuyện cũ mình nhắc lại như một cái kiểu vương vấn hay là yêu thương. Và con chúc cô với chú mối tình hiện tại sẽ là một cái mối tình keo sơn. Ông bà sẽ đi với nhau trong lúc tuổi già, yêu thương nhau, và chúng ta sẽ có hai gia đình là một, với con cháu đề huề. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau. Cũng sẽ tự tin chủ động để mình giới thiệu về bản thân mình trước, họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Rồi, ok, dạ. Rồi mình bắt đầu luôn. Mình tên là Võ Đăng Khoa. Mình tên là Võ Đăng Khoa, làm công việc huấn luyện viên thể thao, quê quán ở thành phố Đà Lạt, hiện tại đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê Đà Lạt mà làm ở thành Võ Văn Khoa hay là Khoa? Võ Đăng Khoa. À, Võ Đăng Khoa. Rồi, mình là sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 1995. Rồi, ok, sinh năm 95 là em cụ thể hiện tại là em làm huấn luyện viên thể thao của môn gì? Hiện tại thì đang làm huấn luyện viên thể thao của môn cầu lông. Môn cầu lông. Rồi, ok. Vậy chắc tham gia chương trình cũng phải chuẩn bị cái bộ môn này để lên giao lưu với bạn gái cái bộ môn thể thao cầu lông này ha. Có thể tham gia các bộ môn khác cũng được, nên cũng Bộ môn khác là bộ môn gì? Thì cũng có chút ít về các môn thể thao khác giống như là bóng đá. Ngoài cầu lông thì biết bóng đá. Rồi ok, thì cái đó mình vào vòng nội dung thì mình sẽ chuẩn bị ha. Khoa dạ. Là mà em cao 1m mấy, nặng bao nhiêu ký? Mình cao 1m69, nặng 60 ký. Rồi ok, bây giờ Khoa nói một xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của em đi. Điểm mạnh của em thì
cũng vui vẻ hòa đồng, còn điểm yếu thì có thể là do tính cầu toàn quá nên đôi khi cũng hay nóng tính, kiểu mà kiểu nóng tính. Rồi. Còn gì nữa không? Kiểu hay cũng hay nói chuyện, cũng hơi lâu lâu cũng nói chuyện hơi cọc lóc xíu, đó điểm yếu của mình. Nói chuyện cọc lóc rồi, ok. Vậy trước giờ quen bạn gái bao nhiêu cô rồi, mấy mối tình rồi? Trước giờ thì được 2 mối tình, 1 mối tình thì năm, còn mối tình thứ hai thì quen cũng được 3 năm mới kết thúc. Quen 3 năm sao mà chia tay? Tại mối quan hệ gia đình giữa thằng dâu và chồng không có hợp nhau, cũng nhiều, cũng cũng rất là nhiều vấn đề, nhưng mà kiểu là hai hai giữa mẹ chồng và nàng dâu thì cũng chưa có hợp nhau lắm mà không có giải quyết được. Ủa là tính ra mình đã lập gia đình chưa? Dạ chưa. À, nhưng mà sao gọi là mẹ chồng nàng dâu, mẹ chồng tương lai đó hả? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. À, cho nên là chưa gì là chưa về ở chung mà đã thấy không hợp rồi đúng không? Dạ không, mà có ở chung với nhau rồi, nhưng mà chỉ là hai vợ chồng mình với bạn gái thì ở chung với nhau, ba mẹ thì ở quê quê, nhưng mà lâu lâu về thì thường không có hợp với ông bà nhà. Rồi tính ra bây giờ chia tay cách đây bao lâu rồi? Vậy đây cách đây khoảng 1 năm rưỡi. Rồi bây giờ mình mong muốn mẫu bạn gái như thế nào? Dạ thì một người cũng biết chịu khó lắng nghe, chịu khó biết chịu chịu khó lắng nghe kiểu. Còn mẫu hình lý tưởng thì bạn nữ chỉ cần cao trên 1m50, nặng khoảng tầm đâu đó tầm từ 48 kg tới 52 kg là được. 52 kg rồi, ok. Tuổi tác, vùng miền của bạn gái thì như thế nào? Thì nếu mà thật ra là nếu mà có bạn nào gần hơn như là ở Lâm Đồng thì thực ra là tốt hơn, tại vì hai gia đình cũng có thể tiện thăm hỏi nhau dễ hơn, tại vì còn xa quá thì khó có thể mà qua lại với nhau hai gia đình. Nhưng mà bạn gái ví dụ ở trong khu vực nào ngoài Lâm Đồng ra, hoặc là ví dụ bạn đó đang làm việc ở Sài Gòn thì cũng được đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi, ok. Còn yêu cầu gì ở cô này nữa không Dạ em nghĩ chắc là người ta yêu cầu mình nhiều hơn đó nên nè? thôi Vậy hả? thì chừng Trời ơi, cái đó này mình phải có quyền yêu cầu chứ gì đâu. thôi. Ok. Em chỉ cần người phụ nữ họ hiểu chuyện, biết chia sẻ, lo lắng cho gia đình, đấy là có nghĩ về vấn đề tương lai xíu để hai người cùng nhau cố gắng đi xa hơn. Ok, rồi còn tuổi bạn gái thì như thế nào em? Tuổi thì em nghĩ là bây giờ em 28 thì em nghĩ là tuổi mấy đoạn độ tuổi thì từ 25 tới 28 tuổi là hợp lý nhất. 25 đến 28 tuổi. Rồi, ok, nói chung hôm nay chỉ là cái vòng phỏng vấn làm quen đầu tiên thôi ha. Dạ Mình sẽ còn vòng 2 và cái vòng ghi hình trực tiếp nữa, thì có gì chương trình sẽ thông báo sớm cho em biết nha. dạ rồi, dạ rồi, cảm ơn chương trình nha. Rồi, ok, cảm ơn em. Chào em. Dạ, cảm ơn chị. Dạ rồi. Vâng, em xin giới thiệu, em tên là Trịnh Minh Hùng, năm nay em 26 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Hiện tại thì em đang làm ở Sài Gòn. Hiện tại em thì đang làm công nhân trong nhà máy bia Heineken. Em làm ở đây lâu chưa? Dạ, em làm được 3 năm rồi. Em làm như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình như thế nào? Dạ, thu nhập tháng em thì 8 triệu. Rồi, ok. Là hồi trước mình vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mà vào được 7 năm, nhưng mà trước 7 năm là em đi lính xong em mới vào lại. À, trước đó là có đi lính nữa. Rồi, mình chiều cao cân nặng thì như thế nào ha? Dạ, em cao 1m75 ạ, nặng thì 75-80 kg ạ. Rồi, ok. Bây giờ em nói một xíu về bản thân em đi. Tính cách như thế nào, điểm mạnh, điểm yếu ha, sở thích, tài lẻ gì đó, rồi em chia sẻ luôn nha. Dạ, điểm mạnh của em thì hòa đồng, biết yêu thương người khác, và nhất là biết yêu thương gia đình, thứ hai là
yêu thương người con gái mình yêu chung thủy thật lòng, và nhược điểm em thì hơi nhút nhát và trước sự thông đồng ít nói. Rồi và ví dụ còn, em có còn gì nữa không, còn có sở thích hay tài lẻ gì không? Sở thích thì em ca hát được kia, thể thao này bóng bàn được kia. Rồi thích chơi thể thao rồi ca hát, hát thử một đoạn chị nghe đi. Một đoạn gì? Một đoạn ngắn thôi. Này người anh yêu, yêu rất nhiều, hứa với anh đi hết cả cuộc đời, trọn đời bên nhau như lời hứa, dù mai sau cuộc sống vất vả bao nhiêu. Rồi ok rồi. Trước giờ tình trường của mình thì như thế nào? Mình trải qua mấy mối tình rồi và mình lý do sao chia tay, mình chia sẻ cụ thể cho chị ha. Dạ trước giờ thì em cũng thật là có hai mối tình. Một mối tình thì đây em còn đi học, học lớp 9, lớp 10 á. Thế là do em vào Sài Gòn, bạn kia thì ở quê. Thế là do hai người ở xa quá nên cũng ít liên lạc, lại cũng tập trung đi làm á. Thế là cũng thôi. Còn cái mối tình thứ hai á thì quen nhau cũng được một năm. Thế là lúc mà đi lính cái người ấy lấy chồng, thế là tôi từ giờ tôi chưa ai cả. Rồi đi lính về bạn gái lấy chồng mà có buồn không? Đã có nhưng mà biết sao là gì, cuộc sống mà thôi. Rồi bây giờ em mong muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào ha? Dạ mẫu bạn gái của em thì cao thì khoảng tầm 1m50-55 cũng được, không phải đẹp được, nói chung nhìn ưa chuộng được, biết chịu khó, công việc với lại yêu thương gia đình hai bên là được. Rồi tuổi tác vùng miền bạn gái thì sao em? Dạ tuổi thì trong này cũng được hay là ngoài quê cũng được. Rồi ok, còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô này nữa không nè? Cô này thì xăm thì cũng có xăm nhưng mà xăm ít thôi, đừng xăm nhiều quá. Với lại thế thôi. Rồi ví dụ như bạn gái là tầm tuổi em hay lớn hơn em 1-2 tuổi thì được không, hay nhỏ tuổi hơn em? Dạ thì nói chung mà nói về tuổi tác thì nói chung mà cũng không có trọng gì ạ, nói chung mà có kém nhau 1-2 tuổi hay là kém nhau 2 tuổi cũng được, nhưng mà mình về mình tìm hiểu và lại biết chung thủy, biết làm ăn và biết yêu thương là được rồi, còn người ta chắc em nghĩ là cũng quan trọng đâu chị. Rồi ok cảm ơn Hùng ha, thì hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi. Nếu mà có cái cô gái phù hợp thì cũng sẽ có biên tập trao đổi kỹ thêm về nội dung với em ha. Dạ. Rồi ok. Chỉ có biên tập và sản xuất của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi, thì mình tự tin mình chủ động nói về bản thân mình giúp tụi em xíu. Rồi mời anh giới thiệu về bản thân mình, họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp ạ. Em tên Võ Thanh Hùng, sinh ngày 17 tháng 5 năm 1982, thợ điện lạnh, làm cho siêu thị điện máy Chợ Lớn. Dạ hiện tại là mình đang ở sinh sống và làm việc ở đâu anh, quê quán mình sao? Quê em ở Lan Hà, Định Quán, Đồng Nai, còn em đang sống tạm trú ở khu phố Bình Hòa 1, thành phố Tân Yên, tỉnh Bình Dương. Mình đang ở Tân Uyên, Bình Dương dạ. Rồi, thì mình điểm mạnh, điểm yếu của anh là cái gì? Điểm mạnh là hòa đồng, vui vẻ và nhiệt tình trong công việc. Và hòa đồng với mọi người. Dạ, về sở trường Thanh có gì không? Sở trường thì nói chung nó chỉ là cần cù thôi chị. Cần cù chịu khó thôi chị. Chứ còn không có môn nào nổi bật hết. Mình có tài lẻ không? Dạ cũng không đâu chị. Nói chung mấy cái đó thì nó cũng mấy cái đơn giản ai cũng làm được chị. Rồi ok, rồi điểm yếu mình là gì anh ơi? Điểm yếu của em là nói chung là hay tin người chị. Là mình có bị lừa hay mình có bị mất tiền hay như thế nào không mà dễ tin người? Chắc cũng có chị, nói chung là thấy người ta mà nhiệt tình với mình quá thì mình cũng tin người ta. Rồi về tình trường của mình như thế nào anh? Anh có trải qua đời vợ hay như thế nào không? Dạ có, em có lập gia đình và có 2 người con rồi chị.
và hiện tại đã ly hôn được 4 năm. Lý do vì sao cuộc hôn nhân của anh mình chia hai người dừng lại à? Là do người người vợ của em tin tưởng gia đình vợ quá chị, nói chung là họ là lấy những kinh tế của mình họ chi vào việc đó quá nhiều, mà mình nói họ dừng lại thì họ vẫn không chịu chị, nói chung là họ cảm thấy nó bế tắc quá, đâm ra là hai người mới mới phải ly hôn. Đỉnh điểm nhất là cái vụ đó thôi hả? Hay là có cãi nhau, có đánh nhau như thế nào không anh? Mình cụ thể xíu giùm em phần này. Ví dụ như chị lo lắng cho gia đình bên chị thì là nhiều quá rồi, mình có la, mình có nói gì với chị hay không? Đỉnh điểm ai là người chia tay? Vợ nói chung là vợ, nói chung là cứ mình cứ đưa cho vợ tiền là vợ sẽ lấy dùng cho gia đình vợ hết, mình hỏi lại thì nói không có. Và bắt đầu chẳng hạn như mình mới đưa cho vợ mình 10 ngàn đi, là qua ngày mai mình hỏi lại thì còn có 7 ngàn mà vợ không đưa, không cho mình coi lại luôn, ý là vậy. Đâm ra là về về tiền bạc thôi chị, nói chung mình dễ dãi trong cái tiền bạc, đâm ra là không không chu cấp đủ cho cô ta đi thôi chị. Rồi thì bây giờ hai đứa con đó là anh nuôi hay chị nuôi hay như thế nào? Mấy tuổi rồi? Hai đứa con thì 11 tuổi rồi chị, thì vợ vợ nuôi chị. Cả hai đứa 11 tuổi luôn hả? Dạ đúng rồi, sinh đôi chị, À, nói anh chung trai hay gái anh? gái gái chị. Rồi mình hiện tại là mình có chu cấp hay kia như thế nào không anh? À, cũng chu cấp là tùy mình thôi chị, nhưng điều bên vợ thì người ta không cần chu cấp chị, Bản thân anh thì sao? thì vẫn chu cấp bình thường chị. Nói chung là cuối tháng con gọi thì mình vẫn mua đồ thôi chứ mình không có đưa tiền chị, nói chung là đóng tiền học đồ vải. Rồi giờ anh đang ở Bình Dương là anh sống với ai? Em sống một mình chị, Là có nhà cửa hay là nhà trọ như thế nào anh? có nhà chị. Là nhà của anh luôn hả? Dạ nhà em ạ. Dạ rồi. Thì giờ ở đây thì giờ tụi em cũng đã ghi nhận thông tin của anh rồi, thì bây giờ mẫu người mà anh mong muốn thì như thế nào? Ví dụ họ cũng đổ vỡ hôn nhân như anh được không? Được những điều em muốn là họ không có con, tại vì nói chung người nào cũng được chị, mà không có con là được. Rồi về ngoại hình, tuổi tác, nghề nghiệp thì sao anh? Thì cũng cần một người nội trợ thôi chị, chứ không không họ có nghề gì cũng được, nói chung là về về kinh tế là em nắm vững được. Ví dụ như họ có con nhưng mà con họ không nuôi được không? Cái đó con thì nói chung về vấn đề con thì em thích Tại là vì anh người cũng có con mà. Tại vì ví dụ như mà bây giờ ly dị vợ anh cũng bắt á, thì ví dụ như vợ anh mà đi bước nữa mà người ta cũng đề cập như vậy thì anh cũng có thấy ái ngại vợ mình không? Đúng không, không? em có tài sản để dành riêng cho cái ý định là mình dùng cái tài sản này đó là dùng sinh hoạt riêng cho mình thôi, còn con lớn thì mình cũng quyết định cho lại cho con ạ. Rồi, còn cái gì nữa không anh ơi? Ví dụ độ tuổi thì sao? Rồi tuổi tác như thế nào? Từ nhỏ hơn em 1 2 tuổi là được chị, Anh là sinh năm mấy nè? 92 à, 1982 à, nhỏ hơn cơ 30 đến 40. Rồi. Rồi quê quán vùng miền thì mình có yêu cầu gì không anh? Không chị, người nào nói chung là em thích mẫu người gia đình chị, chân thật, nói chung là người của gia đình là được chị, người chân thật và biết lo cho gia đình, cha mẹ là được, ông bà cha mẹ là được. Rồi thì ở đây tụi em cũng đã ghi nhận lại hết những cái thông tin của anh rồi ha. Thì giờ nếu như mà có người phù hợp hoặc là được lọc vào vòng 2 của chương trình bạn muốn hò thì bên chương trình sẽ báo lại với anh ha. Thì buổi casting ở đây kết thúc ạ. Rồi, chào chương trình. Rồi, chương trình. Cảm ơn chương trình. Là Đặng Hoàng An Giang. Em nghe được không? Đặng Hoàng gì chị?
Đặng Hoàng Hương Giang. Em nghe được rõ không? Dạ em nghe được rõ chị ạ. Dạ. Ok ok, bên này chị nghe rõ lắm. Dạ vâng, chị sinh năm nhiêu ạ? Và công việc là gì okay. ạ? Chị sinh năm 1970. Dạ vâng ạ. À, công việc hiện tại của chị ạ? À, công việc hiện nay của chị là chị đang làm ở trong một cái nhà hàng Việt Nam ở Ba Lan. Làm ở nhà hàng Việt tại Ba Lan. Ok. À, chị Hương Giang có điểm mạnh, điểm yếu gì? Chị hả? Dạ. Điểm điểm yếu trước nha. Dạ. Điểm yếu là... Điểm yếu của chị đấy là thương người. Dạ, thương người. Nhiều thương người và thế nào nhỉ? Thế nói thế nào để cho em hiểu nhỉ? Thương người và nó đôi khi là sống nó tình cảm quá, ít có lý trí trong cuộc sống. Sống tình cảm nhiều hơn là bằng sống bằng lý trí. Thế vậy chị cảm thấy có như vậy là mình bị thiệt thòi hay sao ạ? Mình có phần thiệt thòi không? Cái điều đấy thì chị không nghĩ là thiệt thòi, chị không nghĩ là chị bị thiệt thòi. Chỉ có điều là những cái điều đấy thì đôi khi là nó sẽ làm cho mình có một số những cái quyết định mà nó sẽ thế nào nhỉ? Nó sẽ có những cái quyết định mà người ta phải dùng đến lý trí nhiều hơn là dùng đến tình cảm thì nó sẽ sáng suốt hơn á. Nhưng mà đôi khi mình đi theo tình cảm, mình sống tình cảm quá thì cái tình cảm nó chi phối nhiều, nên là có những cái mà mình nhìn thấy, mình không nhìn thấy hết được những cái góc khuất của người khác. Mình chỉ nhìn thấy những cái điều tốt nhiều hơn, nên là đôi khi trong cuộc sống thì em biết đấy là nó không màu hồng như mình nghĩ. Thế nên là có những cái việc mà mình gặp phải những cái việc mà mình không ngờ đến, và mình có những cái quyết định cho đến cái thời điểm này như trong cuộc sống của chị, thì có thể nói là có những quyết định mà mình cũng đã phải cảm thấy là mình hối hận, vì lúc đấy mình đã không dùng lý trí để mình đánh giá sự việc, đánh giá con người, mà mình dùng tình cảm nhiều hơn. Dạ vâng ạ. Dạ. À, và chị ơi, vậy thì trước giờ là chị từng kết hôn chưa? À, chị đã kết hôn, chị có hai cháu. Và chị ly hôn năm 2013 ở Việt Nam. 2013 là chị ly hôn. Ừ. Vậy thì bây giờ hai cháu là đang ở với mẹ hay ở với bố? À không, hai cháu nhà chị ở Việt Nam, ở với chồng cũ của chị. À, hai chị sống với nhau là bao nhiêu lâu? Bọn chị sống với nhau được 13 năm. Cái lý do để mà mình tan rã là gì ạ? Lý do để mà chia tay nhau thì nó không phải vì chồng chị là một người xấu, không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú. Nhưng mà trong cuộc sống thì chị phải là người đứng mũi chịu sào trong gia đình. Và có rất nhiều những cái điều mà trong cuộc sống gia đình vợ chồng thì nó, em hiểu là nó sẽ như cái giọt nước tràn ly, mỗi ngày nó một chút, một chút, một chút. Và đến một cái thời điểm mà cái ly thì đã tràn rồi thì tự nó vỡ. Còn theo chị thì chị bây giờ chị chỉ nghĩ là lý do lúc đấy là thôi, hết duyên với nhau thì chia tay nhau thôi em, cho nó nhẹ. Nhưng mà là bắt những cái vấn đề mà chị phải đứng mũi chịu sào đấy á, là là do phía người chồng gây ra. Thực ra cũng không phải là do anh ta gây ra, mà vấn đề là năng lực của mỗi người nó chỉ có hạn thôi. Và khi mà trong gia đình mà người phụ nữ, cái điều này mà sau này chị mới nhận ra là khi người phụ nữ tự tin quá và phải làm tất cả mọi việc ấy, thì nó cũng không tốt đâu em. Khi mà được tự chủ tất cả mọi thứ thì vô hình chung là cái vai trò trụ cột trong gia đình nó đã bị đảo ngược lại. Đó, nó đã bị đảo ngược lại. Và lúc đấy khi mà cuộc sống nó làm cho mình áp lực, mình quá mệt mỏi rồi, nó có rất quá rất 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 nhiều thứ ấy,
thì một đến lúc nào đấy người ta không chịu đựng được nữa thì người ta phải buông thế. Dạ vâng, em hiểu rồi chị ạ. Dạ. Vậy là bây giờ là hai cháu thì đang ở Việt Nam. Các con chị, các con chị ở Việt Nam. Dạ. Cháu lớn thì năm nay, cháu lớn năm nay là 23 tuổi, sắp học xong đại học rồi. Còn cháu lớn là cháu là con trai, còn con thứ hai của chị là con gái, sinh năm 2004. Thì là năm nay cháu học xong cấp 3 và hiện nay là cháu đang đi làm. Dạ vâng, chương trình của em thì quay ở Việt Nam á. Thì không biết là chị nếu mà tìm được người phù hợp thì chị có bay về được không? Chị có thể về được, nhưng mà tất nhiên là không thể nào mà ngay được á. Nếu như vậy thì bọn em có thể báo trước được. Và dự định của chị là cũng đến cuối năm nay là khoảng tháng 11 hoặc tháng 12 chị sẽ về Việt Nam. Chị về phép. Vâng, tháng 11 hoặc tháng 12 đúng không? Nếu chị về, chị sẽ về khoảng tháng rưỡi. Chị sẽ ở Việt Nam khoảng một tháng rưỡi. Và chị ở Hà Nội. Là vâng. Hà Nội thì bay ở Sài Gòn, mình ghi hình Sài Gòn ấy, thì bay là Sài Gòn gần. Dạ. Ok. Là bây giờ chị mong muốn tìm một cái người như thế nào nhá? Với chị bây giờ thì chị muốn là thứ nhất là muốn cái người đàn ông người ta đã có cái hoàn cảnh gia đình rõ ràng. Tức là một là người ta đã ly hôn, hai là người ta đang sống độc thân. Chị không muốn có cái người nào mà người ta đang gọi là ly thân hoặc là có những cái mối quan hệ gia đình nó phức tạp. Một điều nữa là ở tuổi này của chị rồi thì cũng muốn có một người là về mặt kinh tế là ổn định. Ổn định không không có nghĩa là phải bao bọc chị không dựa vào họ. Nhưng mà ít nhất là bây giờ tuổi này rồi, muốn tìm một người đồng cảm đối với mình để chia sẻ với nhau những vui buồn. Và người đấy thì phải sống với chị ấy. Bởi vì chị vẫn sống bằng tình cảm nhiều hơn, thế nên là chị muốn có một người có thể có cái những cái tế nhị ở trong cuộc sống, biết chia sẻ, biết thương yêu người khác, biết trân trọng người khác và chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Dạ vâng ạ. Dạ, còn về ngoại hình á, thì bởi vì chị cao 1m63, thành ra là chị không có quá câu nệ về chuyện là cao hay thấp. Nhưng mà đừng 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 xấu quá, đừng xấu quá. Và cái thứ hai nữa là em tránh cho chị người sinh năm 1963 nhé. Dạ vâng ạ. Tránh người sinh năm 1963. Nếu mà người đó sinh năm 1963 thì em tốt nhất là em được sắp xếp để gặp chị tuổi nào cũng được. Với chị có thể là trẻ hơn chị cũng không sao, bởi vì chị không câu nệ về mặt tuổi tác. Đừng có trẻ quá thôi, còn trẻ hơn chị khoảng 4-5 tuổi thì cũng không có vấn đề gì. Dạ vâng ạ. Vâng, em ghi chú ở trong này rồi thì chắc chắn là mình tránh được. Dạ không vấn đề. Dạ thế nếu mà anh ấy ở Việt Nam thì có vấn đề gì không chị? Hay là anh phải ở bên Ba Lan? Không, 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 không cần. Không cần. Với chị thì ở Việt Nam hay ở Ba Lan cũng không quan trọng, bởi vì nếu mà phù hợp thì có thể là chị sẽ về Việt Nam. Còn thật ra là nếu như người ta có điều kiện để sang đây thì là tốt, nhưng mà chị nghĩ là sẽ khó. Và chị cũng không xác định là ở lại Ba Lan lâu dài. Nên là nếu như mà có thể gặp được người tốt, phù hợp với chị thì chị có thể về Việt Nam. Dạ rồi ạ. Bởi vì chị vẫn là quốc tịch Việt Nam, giấy tờ của chị vẫn là Việt Nam. Dạ rồi. Dạ còn một cái điều thì chị mong muốn từ bạn trai được không ạ? Tại em thấy chị nó cũng nhẹ nhàng á. Dạ. Với chị thì chị chỉ muốn là cái người bạn trai đấy là một người có bản lĩnh. Một người có bản lĩnh, một người nam tính. Đừng yếu ớt quá, đừng ủy mị quá. Dạ. Em hiểu không? Dạ vâng, em hiểu ạ. Dạ. Bởi vì đến bây giờ thì chị không muốn mình là cây cột cho ai dựa nữa. Dạ. Dạ rồi, em hiểu vấn đề. Dạ. Chị ơi thì hôm nay là cái buổi giao lưu làm quen ấy, xong bọn em sẽ tìm cái người mà phù hợp ấy, xong đến cái thời điểm chị về nhá, thì chương trình sẽ gọi điện thoại lại cho chị để thông báo cho chị. Nếu mà đây lại chị ha. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Hương. Rồi, cảm ơn em nhé.